Alo, alo. Alo. 2345. Nghe nghe bạn ơi. À ok ok, cho mình chơi chung được không mấy bạn? Ui, bạn chơi với mình cả đời cũng được. Vậy không ổn rồi. Thật vinh dự và tự hào khi được bạn số 4 vào trong team mình. 48 năm trước. Nãy giờ mình đi toàn bị đuổi đó bạn. Toàn bị đuổi á? À thế à? Ai là kẻ cúc thương hoa tiếc ngọc vậy? Chắc là người ta chỉ theo đuổi bạn thôi chứ người ta không dám đuổi bạn đâu. Để bạn ấy không gặp mình rồi. Sao chúng mình không gặp nhau sớm hơn? Chẳng hạn cho tôi cho xin số ấy. Xin số làm gì bạn? Vấn đề hả? Duyên à? Trời ơi! Ơi, à, mình... Em sinh năm bao nhiêu? Chưa biết tuổi, à, còn hỏi em. Không, tôi chắc chắn tôi chưa hiểu tuổi, tôi thả luôn. À, mình sinh năm 2K3 bạn ơi. Ui, thế thì kém nhiều tuổi lắm. Thế ủa? Tuổi tôi nghĩ là em nên gọi mình bằng chú. Đúng rồi, tôi cũng định nói thôi, tính nói vậy. Ủa vậy mấy chú sinh năm nhiêu vậy? À, anh sinh năm 97 thôi. Ủa vậy là còn trẻ mà. Ừ thì anh trẻ mà. Ờ, cái hội kia già mà. Anh có nói anh già rồi. Alo, alo, dạ cháu nghe chú ơi. Chú ơi, đừng kêu cháu. Cháu vừa gọi anh bằng anh không giờ đó. Để cho chú rồi là sao? Không ấy, mình gọi chú nhưng mà mình xưng em được không? Không muốn thế đâu. Nghe cho nó vui tai mà. Không, vậy già quá. Già quá, nhanh chết lắm. Hơn nhau 6 tuổi chứ mấy. Thôi được rồi, vẫn lấy nhau được mà. Cứ để cho bạn ấy gọi mình bằng chú. Và gọi chú ở đội đấy nhá. Gọi chú luôn đúng không? Ok luôn. Gọi chú ở đội thôi. Thì gọi bằng chú nhanh già nhanh chết làm gì đâu. Ủa vậy mấy chú có vợ chưa? À, chú đang đợi một người. Tao có nảy cho tao một người quên. À, đợi. Đợi yêu hả chú? Cậu đợi một người có duyên ấy. À, nhưng chưa thấy ai. Nhưng chưa, được. Chưa thấy duyên đâu. Con được không chú? À được. Tuyệt vời ông mặt trời. Trời giờ chỉ muốn cưới luôn cơ. Nhanh vậy chú. Ô, phải nhanh chứ. Thời đại này không nhanh là mất đấy. Nhanh là phải thang là theo đuổi mất. 1m2 3 tháng trộm mà. Ủa lạnh ấy. Lạnh lắm chú. Nóng. Qua đây à? Cháu sưởi ấm cho. Thế á? Còn điều gì tuyệt vời bằng khi được ở bên em. Em quê ở đâu? Ở ấy Vĩnh Long chú ơi. Vĩnh Long ở đâu vậy? Ở trong miền Nam á chú. Sài Gòn. Đâu? Đi lại Sài Gòn tầm 3 tiếng rồi. À tận đấy á. Ở dưới miền Tây chú. À miền Tây đi á. À nghe nói gái miền Tây nhậu ác. Nhậu, nhậu lắm chú. Em uống được mấy chén bia? Em uống nhấp môi à chú ơi. Mà em tên gì? Em tên My chú ơi. Tên My á? À, tên My. Mikami. Được. Thường những người tên My cũng đẹp á. Đẹp á. Mikami. Đám niu à? Trời ơi chú đọc tên em gì? Nghe kỳ vậy chú. Mikamiu. Mikami yêu yếu chú ơi. Trò này không top 1 em mi em cười rồi.